tôi không có chào đâu. Cái này gì? Sắp sinh rồi đấy. Ôi trời mưa hả hả? Nãy hai chị em đi ráp qua chứ hả? Dạ. Ủa em biết lái xe không Xuân? Không không hả? Dạ, có dạ. Xe mà chưa đi học. Sao lại chưa đi học? Làm viếng á chị, cũng sợ 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 ý không lái được. Chị thấy mấy hồi hả? Chị đăng ký thi bằng lái cả năm nay là chưa được thi nè, tại vướng dịch á thì nó ngưng á. Chị ừ. Nào học B mà C chị B1 nè, học lái tự động để mua xe nè. 9 triệu hả? Hả? Ở 9 triệu hả? Để học đi. Có một mà hơn 15 triệu đó. Không có giá 9 triệu đâu. Cao quá ha. Ừ. Giờ mà em. Bữa trước em hỏi là 9 triệu. Bữa trước là bữa nào? Hôm ngoái nè. Ủa vậy hả? Ngoái nè, hay là đầu năm vừa rồi gì đó. Là 10 triệu, trọng gói 10 triệu. Chắc nó tùy từng trường. 10 triệu nhưng mà nhưng mà của em là tự học bằng xe của mình luôn á. Đúng rồi, nên còn nếu mà chị để học là phí thực hành của nó. Chắc nó cao về phí thực hành. Đúng rồi. Trong ấy gì Thu nói đúng rồi đó. Tại em có xe luôn rồi ấy. Học xe của mình cũng rồi. Trong chị Hồng học xong một cái bằng hết 2 triệu. Ước tính là tổng gói 10 triệu đến 10 mấy triệu là phí phát sinh thêm loại kia. Có xe đi đâu cho nó khỏe. Chứ có chứ. Đang tí cho là mấy cục này không về nó viêm hết.
Ok.